Dạ, kính chào quý cô chú và quý anh chị. Thì hôm nay nhân cái duyên Út Hà cũng đi khảo sát ở trong xóm vòng vòng trong thành phố Long Xuyên, thì cũng được biết qua hoàn cảnh của chị Thu, thì gia đình mua gia trai, thì cuộc sống thì cũng sáng đi mua gia trai thì chiều sống, mà đặc biệt cái là chị có mẹ già, thì chị đang nuôi mẹ già ở trong nhà. Mẹ già cũng tám mấy tuổi gì đó, nên Út Hà thấy hoàn cảnh này cũng mình không thấy mấy chị bên kia giới thiệu là hoàn cảnh chị Thu này rất là khổ, cho nên Út Hà đến để tiếp xúc, để quay coi như thế nào. Xin mời cả nhà mình đi vào để gặp gia đình của chị Thu ha. Dạ, con chào cô. Dạ, chào chị. Dạ, chị đi mua mới về thôi khỏi chị. Chị mua mới về hả chị ạ? Mua mới về chị. Như hả? Bữa nay mua được nhiều không? Bữa nay mua ít với nắng quá say sẩm rồi. Dạ, nắng quá đúng rồi. Ừ, cô mẹ ruột của chị hay mẹ chồng? Năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Tám mấy. Tám mấy? 89 tuổi hả? Ồ, bây giờ đâu có còn làm gì được nữa hả? Không. Rồi lúc trước cô làm gì? Lúc con ngay trang chỗ công an thành phố vậy, đứng sót ở ngoài á. Ờ, cũng như làm cái chỗ bàn nhỏ để mình bán cà phê đó ha. Rồi bây giờ hết bán được luôn rồi. Dạ, có bán thì chỗ đó thì cũng như mấy người đi làm việc rồi người ta uống đó ha, người ta đi làm việc với lao động ghé uống, nhưng cái chị bán ở dưới bờ kè hồi đó. Dạ, ờ bán vậy đó ha. Ờ. Rồi chị có mấy đứa con? Em hai đứa. Lớn hay nhỏ rồi? Nhỏ, con gái gả rồi. Ờ. Còn nhỏ nhỏ nó xin việc làm mà thất nghiệp hoài. Vậy hả? Rồi đi mua dai dai sống không đủ hả chị? Ừ. Nhà của chị cũng đất này của mình hả? Đất này chiếm gì nữa. Ờ, như mình cắt ở dưới bờ kè mình ở đó đúng không? Đúng. Ừ. Ở hoài chứ mình không có quyền bán thôi. Chừng nào ta đuổi mình đi. Có khi nào người ta cần thì người ta đuổi thì người ta cho mình cái hỗ trợ chỗ nào đó mình lên mình đi. Ờ. Rồi, thì chị đi mua gia trai ngày này lâu chưa? Em mua mười mấy năm rồi, mười ba. Vậy hả? Ừ, sống hoài ngày này. Làm giàu thì không được, nhưng mà cũng kiếm ăn đồ chút đỉnh rồi ha. Dạ. Thì năm nay, bữa nay thì nghe mấy chị ngoài bờ kè á giới thiệu là chị có hoàn cảnh khổ dữ lắm, cho nên là Út Hà nghe vậy mới tìm đến vô nhà. Thì sẵn đây thì con cũng cô thứ mấy cô? Thứ ba. Cô ba. Thì dạ, sẵn đây con gửi cho cô một phần quà ha. Dạ. Một phần quà này là do của cô Mai ở bên Úc á, cổ gửi tiền để tài trợ. Thì Út Hà xin gửi phần quà cho cô. Dạ. Mà chị làm ơn sách vô giùm á, tại dạ, vì Út Hà bị dạ, gãy sống á. Dạ. Không có làm nặng được. Dạ. Thì trong đây có gạo nè chị. Dạ, 10 ký gạo. Dạ. Rồi chị trở ra chị xách giùm em cái này luôn. Xách giùm em nè. Thì con cho cô 10 ký gạo với nửa ký bột ngọt, 1 ký đường, 1 chai dầu ăn 1 lít, chai nước mắm, nước tương với mì gói. Dạ. Là cái phần quà này vừa gạo với vừa phần đó là 300 ngàn của cô Mai bên Úc á. Cổ gửi tiền con để xem những hoàn cảnh ai thì giúp đỡ. Thì trước mắt thì con giúp đỡ con vậy. Rồi khi nào mà có ai mà có duyên với mình, mà gieo duyên với mình á, thì con sẽ đến thăm cô sau nha. Rồi như chị có bán vé số mà có làm gì thêm không? Ít có bán vé số rồi. Tại vì sao bán rồi cái đi mua gia trai nhiều khi bỏ quên, bỏ lên bỏ xuống thì rớt mất. Vậy hả? Rồi. Là hồi đó giờ có bán lần nào chưa? Hồi đó có bán, hồi cũng mười mấy năm trước rồi, không bán gia trai chỉ bán vé số chứ còn nhỏ. Rồi giờ là nghỉ đâu. Thì gia trai đó mình đi mua vốn nhiều không chị Thu? Vốn cũng cỡ 500. 500 ngàn thôi ha. Rồi bây giờ chị đi làm vậy mình cũng có vốn rồi phải không? Có vốn không? Lúc này đi đâu đồ sụt quá, riêng có tiền. Ăn riết làm vốn luôn hả? Làm vốn. Cũng rồi ở nhà là có ai làm tiếp mình nữa không? Rồi đâu có ai, ông xã thất nghiệp thì Tết giờ mà chưa được mình. Ông làm gì vậy? Công ty, công ty của lông cá đó. Ông làm bên cá, ông không có làm nghỉ luôn. Không có làm. Rồi cô trong mình cô khỏe không cô? Hỏi là khỏe không?
Trong mình cô khỏe không? Ừ. Cô không khỏe gì. Dạ. Đi đứng bình thường không? Đi lên xuống ra vô. Ờ cũng được ha. Dạ. Thì vậy cũng quý rồi. Dạ. Thì hôm nay con không biết ở trong giỏ còn có đem chè dầu không biết còn không nữa, để em ra em coi còn không gửi cho cô. Đi mấy hôm gài cho dầu với cho dầu nước xanh đó. Dạ. Rồi với lại nhưng mà không biết còn không nữa, mới nãy cũng ghé cho nữa rồi. Đây coi chừng hết rồi nha, hỏi đi tắt cái quạt lên nó nghe gì gào nữa. Rồi okay. Rồi hết dầu rồi, dầu bỏ nhà hết rồi. Này hết dầu rồi, có mua mà đợi chuyến sau đi. Dạ. Yeah. Thì cô dầu cũng của cái cô bên nước ngoài gửi cho đó. Con đi dọc đường con cũng gặp mấy cô già già lớn tuổi thì con cho. Thì thôi giờ con hứa cho cô một chai dầu nước xanh với một phần thuốc 40 viên là cảm nhức đầu vậy đó, trời nắng này nè. Thì bây giờ em hứa ở đây thôi, thì ngày mai em có thể đi ngang chỗ chị Thu đó, hoặc là gặp mấy cái chị ngoài bờ kè đó. Dạ. Em gửi cho chị nha. Dạ, dạ. Ừ. Dầu thì để cho bà cụ sức ha. Dạ. Dạ. Thì dầu này cũng của Mạnh Thường Quân, gửi cho con cho cô chứ không phải của con. Dạ. Quà này cũng vậy, quà này cũng của cô Mai ở bên Úc gửi tiền quỹ cho con cho. Chứ con thì con chỉ làm cầu nối thôi chứ con không có cho gì hết trơn á. Dạ. 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 Thì thôi Úc Hà cũng thay mặt Mạnh Thường Quân gửi lời cảm ơn cô Mai ở bên Úc rất là nhiều, và chúc cho gia đình cô thật nhiều sức khỏe, công việc làm ăn thì luôn thành công nha cô Mai. Dạ. Thì cụ ăn lấy thảo với con đi ha. Rồi chứ như cô mà có duyên mà đó, mình có giao duyên đồ hay là gặp cái ai mà xem được cái hoàn cảnh này nè, người ta thương thì người ta giúp, thì con trở lại con giúp cô ha. Dạ. Chị Thu cũng vậy ha. Chứ như nhiều khi có ai tới giúp cô thì Úc Hà sẽ đến để chia sẻ để giúp. Dạ. Thì tại vì mình đi vậy á, mình quay mình đưa lên thì cũng do cái duyên của mình, cái duyên mình, như mình có gieo duyên đó là thì người ta gặp mình người ta giúp mình, chứ mình cũng không có hứa trước được. Dạ. Vậy thôi ăn lấy thảo gia đình với Úc Hà phần quà này ha. Dạ. Cô cảm ơn. Dạ. Rồi thôi Úc Hà cũng xin. Dạ. Kết thúc video. Dạ. Còn cái phần chai dầu với thuốc thì Úc Hà hứa sẽ ngày mai sẽ đi ngang đó gửi cho chị. Dạ, dạ. Dạ. Rồi thôi, Úc Hà xin kết thúc video ha, kính chúc quý cô chú thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, Úc Hà cũng gửi lời cảm ơn cô cho dầu với thuốc nóng sốt nha cô ơi. Úc Hà không nhớ tên cô tên gì nữa, thông cảm cô ơi. Dạ.